CRM là gì? Tại sao phải sử dụng hệ thống CRM? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ngày hôm nay Tân sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu về cái khái niệm CRM là gì và tại sao chúng ta sẽ sử dụng CRM trong công việc kinh doanh cũng như là trong cái ứng dụng của doanh nghiệp chúng ta để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video hướng dẫn về CRM cho doanh nghiệp. Và để cho các bạn có thể nắm được tất cả những cái video hướng dẫn về sau bằng cách tạo tài khoản cũng như là hướng dẫn tất cả những cái tính năng liên quan và cách khai thác CRM như thế nào để sử dụng, để ứng dụng thực tiễn vào trong công việc thực tế của các bạn, thì các bạn hãy bấm subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video hướng dẫn mới nhất của Tân trên cái kênh Tân Nguyễn Marketing về chủ đề CRM này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của việc giới thiệu cái khái niệm CRM. Thì CRM là một cái khái niệm mà về hệ thống chăm sóc và quản lý khách hàng. Ở nước ngoài người ta sử dụng cái hệ thống CRM này rất nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam thì còn khá ít doanh nghiệp ứng dụng CRM. Thường là những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm trung và những doanh nghiệp ứng dụng cái công nghệ vào trong cái việc kinh doanh thì mới sử dụng tới cái CRM này. Còn những doanh nghiệp mà đi theo mô hình truyền thống cũng như là doanh nghiệp mà quy mô còn nhỏ thì ít có ứng dụng cái CRM này vào trong cái công việc. Thì CRM cụ thể nó là gì? Nó là một cái hệ thống quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng. Có nghĩa là tất cả khách hàng có thể là đã mua hàng bạn hoặc chưa mua hàng bạn hoặc là khách hàng trung thành của bạn đều lưu trữ tất cả thông tin ở trên hệ thống CRM này. Về độ tuổi, giới tính, hành vi, sở thích cũng như là số lần mua hàng, cũng như là cái doanh số mà họ đã mua hàng, cũng như là họ thích thú những sản phẩm nào, họ có những cái quan tâm tới những cái mặt hàng nào, hay là họ đánh giá như thế nào về doanh nghiệp của chúng ta, hay họ cần khắc phục những điều gì để doanh nghiệp tốt hơn. Cũng như các bạn có thể nhìn vào đó, bạn thấy được cái bộ phận là chăm sóc khách hàng đang diễn ra ra sao, bộ phận bán hàng đang hoạt động làm việc với khách hàng có những cái điều gì mà cần phải cải tiến, cần phải thay đổi. Cái bộ phận mà truyền thông, marketing đưa thông tin tới khách hàng, cảm nhận của khách hàng như thế nào và họ đánh giá ra sao. Cùng với đó bạn có thể nhìn được những cái hướng đi, những cái chiến lược tương lai cho việc phát triển của các bạn thông qua cái hệ thống CRM này. Bởi vì khách hàng là cái nguồn thu của doanh nghiệp và khách hàng là cái cốt lõi để phát triển cho doanh nghiệp các bạn. Dù doanh nghiệp các bạn có mạnh, có lớn đến như thế nào mà không có khách hàng thì các bạn sẽ không có nguồn thu. Và việc mà bạn hiểu được CRM và làm tốt cái việc chăm sóc khách hàng thông qua CRM là một cái bước tiến rất là mạnh để giúp cho bạn có thể là cải tiến và củng cố được cái vấn đề, đưa những cái thông tin cần thiết hoặc là tổ chức lại bộ máy của bạn một cách hiệu quả hơn. Vậy có những công cụ CRM nào thì Tân sẽ giới thiệu qua cho các bạn những cái công cụ CRM hiện có hiện nay. Tuy nhiên không phải là tất cả, bởi vì có rất nhiều cái công cụ CRM, tới hàng chục, 30-40 cái công cụ CRM lần, chứ không phải là như đây. Nhưng mà đây là những cái mà có thể gọi là có tên tuổi, có lượng người dùng cao cũng như là có cái tính khả quan để các bạn có thể tìm hiểu và ứng dụng. Rồi, đầu tiên đó là Bitsheet 24. Thứ hai đó chính là CRM Việt. Các bạn có thể thấy được đối tác của họ đây. Rồi, tiếp nữa là Microsoft Dynamics CRM. Cái này được phát triển bởi Microsoft các bạn. Rồi, tiếp theo là Oracle, Salesforce. Hệ thống CRM được phát triển bởi Oracle. Oracle cũng là một cái công ty công nghệ hàng đầu của thế giới. Và cuối cùng Tân muốn giới thiệu các bạn đó chính là Yoho CRM. Và có thể Yoho sẽ là cái công cụ mà Tân sẽ đi sâu vào để hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản, hướng dẫn các tính năng và cách sử dụng bên trong như thế nào và cách quản lý cái CRM của nó ra sao. Yoho cũng là một cái nền tảng mà khá nhiều cái doanh nghiệp Việt hiện nay lựa chọn sử dụng. Thì với những cái công cụ CRM này thì bạn sẽ hiểu được
những cái gì bạn cần làm đối với khách hàng và bạn cần tập trung những điều gì là nó sẽ mang lại tính hiệu quả và tính thực tế cao cho cái việc mà kinh doanh trong tương lai. Dĩ nhiên, với cái câu chuyện là các bạn phải tiếp tục theo dõi những video sắp tới của Tân về vấn đề hướng dẫn chuyên sâu hơn cho CRM bằng cách bấm subscribe, đăng ký kênh cũng như bật chuông theo dõi. Và nếu video này các bạn thấy có giá trị với các bạn thì hãy bấm like video và comment ý kiến của bạn bên dưới video cho cái phần mà góp ý của các bạn về nội dung video, cũng như là bạn có thêm bất kỳ cái câu hỏi nào, bất kỳ cái điều gì muốn hỏi về hệ thống CRM, bạn có thể là comment bên dưới để Tân được biết. Và Tân sẽ tổng hợp những cái câu hỏi được quan tâm nhất cũng như là những câu hỏi có giá trị nhất, và Tân sẽ dành thời gian để làm những cái video liên quan dành cho các bạn để giúp các bạn được kinh doanh hiệu quả hơn, ứng dụng vô công việc một cách thuận lợi hơn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip khác.